em như cây trúc xinh tang tình mà tang tình, em đứng một mình qua lời xinh càng xinh vườn cầu nhà anh. Bên cạnh nhà em anh thương hoa mắt thơm mai đầu, anh thương em nắng mưa dãi dầu. Ngày ra đi nhìn em anh không dám nói, ngày dám ngó anh có gì đâu, chỉ có buông câu với dăm lá trâu đưa sang bên nhà trao duyên. Sao em không nói, sao em cứ đứng ngượng ngùng, quá lưới nọ ý sinh càng xinh, mà quá lưới nọ ý sinh càng xinh. Em như cây trúc xinh tang tình, em đứng một mình qua lời xinh càng xinh vườn cau nhà anh. Bên cạnh nhà em anh thương hoa mắt thơm mai đầu, anh thương em nắng mưa dãi dầu. Ngày ra đi nhìn em anh không dám nói, ngày dám ngó có buông câu với dăm lá trâu đưa sang bên nhà làm đầy trao duyên. Sao em không nói, sao em cứ đứng ngượng ngùng, quá lưới nọ ý sinh càng xinh, mà quá lưới nọ ý sinh càng xinh. Thơm thêm sâu ngọt ngào cay đắng nhớ nhung
sáng soi cho nguyên ước ban đầu. Nhân duyên từ muôn kiếp tới hôm nay ta vẫn gặp ta, bên nhau từ vô thủy đến vô chung vẫn có chung mình. Sợi tơ hồng chỉ thắm nối tình em và anh, cùng chia sẻ ngọt vui nắng mưa không phải nhòa. Giống cho trời có phong ba, lúc nào cũng là một đề tài muôn thuở, nguồn cảm hứng đến vô tận, là nguồn cảm xúc cho hội họa, cho thi ca, cho thế giới âm nhạc. Tình yêu chân chính là những điều thần diệu nhất trên thế gian này. Có tình yêu chân chính, chúng ta có vợ, có chồng, có mái ấm gia đình và có vị ngọt thi ca để suốt cuộc đời chúng ta có tất cả. Và tình yêu đến rồi trong lòng anh bất tận, cầm tay em rồi anh ngỡ cầm hoa. Ơi tình yêu đẹp như bài ca, năm tháng nở hoa để đến ngày kết trái. Và trăm năm tính cuộc vuông tròn, mà phải tưởng cho tới ngọn nguồn lạch sông. Trăm năm nên vợ, nên chồng, mà phải tưởng cho tới tổ tông họ hàng. Và trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng, như tình yêu của đôi nương Nguyễn Phương và Lê Bảo, của hai gia đình, hai dòng tộc chúng ta. Tình cảm và tình yêu của Nguyễn Phương và Lê Bảo đã được trải nghiệm và thử thách qua năm tháng, qua tình bạn, vượt lên trên tình bạn, đi vào tình yêu như một định mệnh, và hai bạn trẻ sinh ra để là của nhau đấy ạ. Và kính thưa quý vị, cả hai đều là số một của nhau đây, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, và hành trình vượt giá tình yêu lứa đôi uyên ương trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, Nguyễn Phương, Lê Bảo hôm nay giờ này đã về tới bến. Con thuyền tình yêu của hai bạn trẻ đã cập bến bờ. Vâng, hôm nay giờ này ngày lành tháng tốt. Vâng, quan viên gia đình và trai chúng tôi có đầy đủ các cái sính lễ, thực hiện đầy đủ các cái nghi lễ truyền thống như là ăn hỏi, xin cưới, nạp tài, hẹn ngày giờ đẹp, giờ tốt xin dâu để tiến tới cái lộ trình tân hôn cho hai con trẻ Nguyễn Phương và Lê Bảo. Đầu trước tiên xin trân trọng kính mời đại diện hai gia đình, hai dòng tộc thực hiện cái nghi thức đầu tiên. Đó là nghi thức vấn danh, giới thiệu các cái vai vế, các cái thế hệ trong gia đình, trong dòng tộc dự cái lễ trọng đại này của con cháu mình. Tu ái cho khách đến trên nhà trước, đó là ông trưởng tộc của đại diện dòng tộc bên nhà trai, xin phép được giới thiệu các cái vai vế, các cái thế hệ trong gia đình, trong dòng tộc, để gia đình nhà gái chúng tôi cũng xin phép được phúc đáp đấy ạ. Vâng, để hai gia đình chúng ta làm quen chứ, để hai con trẻ này cả đời phải biết đền ơn đáp nghĩa và báo hiếu các cái thế hệ mà đã tạo dựng và xây đắp hạnh phúc cho cuộc đời mình. Xin trân trọng kính mời đại diện người dòng tộc bên nhà trai. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa bà con họ hàng của hai gia đình và đại diện của cơ quan hai cháu. Cháu Lê Đình Bảo và cháu Phương đã tìm hiểu nhau, yêu thương nhau rất là sâu sắc. Và cũng xin tiết lộ là hai bạn này là yêu nhau từ thời còn học sinh vậy đó. Và qua thời gian đó là hai cháu đã tìm hiểu rất là kỹ càng và tiến tới hôn nhân. Được sự thỏa thuận của cháu Bảo, cháu Phương và bố mẹ hai bên gia đình, chúng tôi xin giới thiệu buổi hôm nay là có ba lễ tiết thứ nhất, tức là lễ tiết ăn hỏi, lễ tiết thứ hai tức là lễ cưới, và lễ thứ ba tức là tiết làm bài. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Đình Vãi, anh trai cả, là bác ruột của cháu Bảo. Bà nội của cháu Bảo thì cao tuổi rồi nên không đến được, thì có ông chú ruột tên là em út của bố tôi này, thay mặt cho các cụ ở trên. Bên ngoại thì có bà ngoại của cháu Bảo,
và các bà em ruột của bà ngoại. Thành phần của bên nhà trai chúng tôi thì có tôi và bà xã. Bà xã tôi đây này. Tôi là ông Lê Đình Lam Văn Long. Lê Đình Long là bố của cháu Bảo. Và Hoàng Thị Phương là mẹ của cháu Bảo. Hương. Bên rồi cháu Bảo thì còn có các chú và các cô. Và bên nhà ngoại thì có các bác như là anh ruột của bà Hoàng Thị Hương và các cậu, cậu các gì. Nói chung là thành phần đội ngoại là đầy đủ cả. Cuối cùng là chân thành cảm ơn các bác, các cụ, các ông bà. Được thay mặt cho họ gái xin kính chúc các cụ ông cụ bà, các bậc cao niên, rồi bác chú, rồi các anh các chị như họ trai sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Báo cáo với các cụ ông cụ bà, các bậc cao niên về phía họ gái chúng tôi thì xin báo cáo với mấy cô cụ, đây là bà Hồng, là bà nội của Trung Phương, ông ấy là ông Trương và bà Trương là hai ông bà ngoại của Trung Phương, tôi thì là chú ruột của bố cháu. Thì về phía hai bố mẹ thì Xuân và Nhẫn là người thân sinh cho Trung Phương, thì vẫn là con đang còn là đấy, nhìn cũng cái này còn hành tráng lắm đúng không? Đây còn đây là ông bác là cả của anh em chúng tôi, bà bố cháu Phương nghe gọi là bằng bác. Đây là chú, là con ông chú bố của chú Phương cũng phải gọi là bằng chú, ngang với tôi. Nhưng mà quan chú ông bác là thông báo này, do cái điều kiện đó là nội ngoại ở trên nhà thì cũng đông lắm, mà bây giờ mà giới thiệu thì chắc là cũng có khi là hết mất thời gian của các ban tổ chức đây. Ông ấy cũng là thắc mắc cho nhờ họ trai hôm nay có các cái nghi lễ để tiến tới là tổ chức đại lễ thành hôn cho các cháu, thì các bước là như bác trưởng đoàn đã nói thì về với gia đình và họ gái là xin chấp nhận và tất cả các cái lý lệ đó. Nên một lần chót xin kính chúc mọi người có mặt ở đây mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Chào mừng tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là quá rõ nét và các cái vai vế, các cái thế hệ trong gia đình, trong dòng tộc của đôi Uyên Ương Nguyễn Phương và Lê Bảo. Trân trọng kính mời tứ thân phụ mẫu của hai con trẻ đứng dậy. Nhân lễ bấm máy ngay, chào mừng chào tất cả quý vị. Vâng, đẹp quá. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Xin mời nhà trai ngồi xuống. Vâng, bố mẹ ơi, vâng, bố Xuân mẹ Nhẫn nào. Với tấm lòng thành kính đến hương thơm nào, cùng với hai con trẻ nào, kính cáo tổ tiên và tiên tổ. Xanh sánh với chầu vàng, mặt đẹp tình đôi lứa, duyên nàng tình anh. Xin mời hai họ ăn miếng chầu xanh, ăn vào mới biết tình này đắt son. Ăn một miếng chầu đắp đầy, ăn một miếng chầu chưa ăn cầm lấy, chưa ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng. Chầu đầy chầu nghĩa chầu tình, vâng ăn một cái mời. Chầu đầy chầu nghĩa chầu tình, ở đằng xa con mắt liếc lại
ngày giờ đẹp giờ cưới xin dâu để tiến tới cái lộ trình tân hôn cho hai con trẻ, cũng báo cáo luôn trước quan viên bốn họ cùng bà con đến, người ta còn chuẩn bị quà để tặng cô dâu với chú rể, chuẩn bị thời gian để dự lễ thành hôn hai con trẻ đó. Vâng, xin mời hai bố nào, đưa tay vào chai rượu nào, phi tiểu bất thành lễ nào. Vâng, cao xanh sánh với trà vàng nào, hai nhận vào hai con trẻ đúng không? Vâng, như thế xin cưới trao lễ nhận lễ bấm máy ngay cho chào đại quý. Vâng, đẹp quá. Vâng, lễ nắp tay trao lễ nhận lễ bấm máy ngay cho chào một tay thật lớn quý vị. Vâng, đẹp quá. Vâng, hai gia đình hai đồng tập bước lên sân khấu. Vâng, bước lên sân khấu trao hết những quả lễ này. Vâng, cao xanh sánh với trầu vàng, mặt đẹp tình đôi lứa duyên mạng tình anh. Kính thưa quý vị, phi tiểu bất thành lễ, phi tiểu bất thành lễ xin lên hiệu. Những cái thành quả lao động của chúng ta được theo dệt vào dân gian, vào những nghi lễ truyền thống ạ. Nguyễn Phương và Lê Bảo chạm vẹn lên bến lên bờ. Tiếp theo chương trình xin mời hai gia đình hai dòng tộc đàm đạo cùng công bố cái ngày giờ, giờ đẹp giờ tốt giờ xin dâu và thêm thiếu lái gái cho chồng này. Và gái chúng tôi chấp nhận tất cả những quyết định, và nhà trai đã xem tất kỹ rồi, xin thân trọng mời cùng công bố luôn để bà con chúng tôi còn chuẩn bị quà để tặng những cô dâu và chú rể và chuẩn bị thời gian để dự lễ thành hôn cho hai con trẻ đây. Xin mời bác. Nhà trai chúng tôi xin báo cáo là sẽ chọn ngày lễ thành hôn của hai cháu Bảo cháu Phương như sau. Tức là lễ thành hôn vào ngày 24 tháng 2 năm Tân Sửu tuần tới. Giờ xuất phát từ nhà trai lúc 8 giờ 5 phút. Lễ đón dâu vào lúc 9 giờ kém 15, hôn lễ tại nhà trai tổ chức vào lúc 9 giờ, tức là nhà ông Long và bà Hương tại số nhà 38 đường Chu Văn An, phường Ba Đình, thị xã Biểm Sơn. Sau tổ chức lễ thành hôn thì là họ nhà trai cũng xin mời họ nhà gái dùng bữa cơm thân mật tại nhà ông Long và xin hết. Thôi yêu nhau chung tình, tình yêu sắc son. Một thuở yêu nhau như tình quê hương nước non. Có lũy tre làng lối đi mòn, có người con gái dáng thon thon. Một nhịp cầu tre lắc lư gió. Hò khoang mình cây đùa, biết mấy ân tình nói cho vừa, dưới hàng dừa cao bóng ban trưa. Tình mình trao nhau nhớ nhung gì chưa? Quê hương giờ đây đôi mới niềm vui rộn rã nụ cười. Chờ khuya buôn bán đông đò mái nổ ngược xuôi lùi tới đơn sơ nhà trắng vách lá, vào ra còn có mẹ già bà con thôn xóm thật thà,
tối lửa tắt đèn tình cảm đâm đà. Người bỏ quê hương có bao giờ quê hương bỏ người. Một ánh trăng thanh muôn đời soi bóng dòng nước xanh. Gió thổi cây cành gió khua mạnh, gió lùa hàng cao gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Gió thổi cây cành gió khua mạnh, gió lùa hàng cao gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình. Quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím. Đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre. Khăn màu son, áo màu vàng, bà con đến xem mùa cưới. Chân hai công, tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mi miều. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, xa mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau kìa. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Thì đó. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Tính đi mà. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau kìa. Tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Gia đình, gia tộc cùng quan viên bốn họ của Tân Lang, Tân Nương, Lê Bảo và Nguyễn Phương. Ngày hôm nay, ngày đẹp 22 tháng 2 năm Tân Sửu 2021. Giờ này, giờ đẹp, giờ tốt. Vâng, quan viên gia đình và cha chúng tôi có cái sính lễ đàm đạo tác hợp cùng với gia đình họ gái với nghi lễ xin dâu truyền thống. Xin được điều trước tiên nhường lời cho ý kiến nhân đại diện dòng tộc bên gia đình họ trai với cái nghi lễ truyền thống này để đại diện dòng tộc thì họ gái chúng tôi cũng xin phép được phúc đáp được. Xin được kính mời bác. Kính thưa các cụ ông cụ bà, anh em nội ngoại của gia đình hai bên, trước tiên cho tôi xin
Tôi xin đại diện nhà trai xin kính chúc sức khỏe các cụ ông và toàn thể gia đình hai bên. Gia đình chúng tôi xin phép gia đình ông Nguyễn Hữu, ông Nguyễn Hữu Xuân và bà Tống Thị Nhẫn cho cháu Nguyễn Thị Phương được làm con dâu trong gia đình ông Lê Đình Long và bà Hoàng Thị Phương. Kính mong ông bà nhận cây trầu xin dâu của họ nhà trai chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn quan viên gia đình đại diện quan viên nhà trai. Và một bên xin rồi đấy ạ. Trân trọng kính mời ý kiến phúc đáp của đại diện đồng tộc bên nhà gái ạ. Một bên xin, một bên cho mới được đấy ạ. Đúng như thỏa mai ra lễ đấy ạ. Kính mời bác. Kính thưa các cụ ông bà, kính thưa các vị cao niên, cùng toàn thể mọi người có mặt ngày hôm nay. Là đầu tiên thưa xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì họ trai có cơ trầu, có nghi lễ đến xin dâu, thì tôi thay mặt cho họ gái xin chấp nhận cái cơ trầu này và mong rằng thời gian còn lại thì đoàn nhà trai sẽ ấn định, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Và sau đây thì kính mời các cô cụ bà ở bên họ gái nhà ta, các bác anh chị rồi bạn bè của gia đình và của chú Phương sắp xếp thời gian sang để dự đại lễ thành hôn tại Ba Đình, Vĩnh Sơn. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng kính mời tứ thân phụ mẫu của hai con trẻ đứng đây ạ. Vâng, phi tiểu bắt thành lễ. Vâng, các mẹ nào từ tay bên đĩa trầu là hướng vào lăng kính, cao trầu lên là hướng vào lăng kính, chúng ta bấm máy nào, chú rể đứng vào ạ. Vâng, ghi lễ xin dâu truyền thống, trao lễ, nhận lễ, cho một chào với tay quý vị. Bấm máy ngay khoảnh khắc vàng. Tiến ra hội trường để ra mắt trình làng quan viên bốn họ quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn thân lớn, chào mừng quý vị. Vâng, xin thưa quý vị, em từ khúc hát lòng anh mà em từ muôn dặm xa xăm bay về, mà biết rằng anh sẽ lắng nghe những lời em nói say mê tháng ngày, bao niềm khao khát bấy nay, hôm nay mới thật sum vầy là đây. Và anh cất cánh như chim bay về tổ, mà ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau, tình anh biển rộng sông sâu, tình em nồng cháy bên nhau tháng ngày. Ta về thưa với u thầy, ngày lành tháng tốt sum vầy là đây. Thì toàn lòng biết ơn cô dâu và chú rể nào, một cái cúi chào thật sâu quý hồi hôn. Chào chào các thân lớn quý vị. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời tân lang và tân đương Lê Bảo và Nguyễn Phương nào bước lên sân khấu ạ. Nơi mà tôn vinh tình hạnh phúc của các em ạ. Tiếp theo chương trình trên là chân thành kính mời thầy bố ngày mẹ kính yêu nào bước lên sân khấu, không những cái tình cảm nồng ấm, những cái công sức và tạo dựng hạnh phúc cho hai con trẻ nên bến nên bờ. Ngoài ra những phút giây đại lễ đại hỷ này, vâng, bố mẹ còn có quà, có cái vật tặng cho cô dâu và chú rể, thậm chí còn có vốn liếng ra vốn cho đôi yên ương Nguyễn Phương và Lê Bảo vạn sự khởi đầu năm, để cầu chúc cho cô dâu và chú rể năm nay có vợ đẹp rồi sang năm có con khôn em ơi, và phấn đấu nhà cao cửa rộng nhà lầu xe hơi bằng bạn bằng bè đấy ạ. Xin chân thành kính mời tình cảm và quà của bố mẹ. Kính thưa quý vị, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời và cho đến ngày hôm nay, Nguyễn Phương và Lê Bảo đã trưởng thành, đánh dấu một cái mốc trưởng thành của một đời người. Công cha công mẹ như trời cao biển rộng, mẹ là dòng sữa ngọt ngào, là lời ru để con vào giấc mơ, mẹ là cả một bài thơ, là câu hát tựa ầu ơ ví dầu. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh cuộc đời không ai nặng bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và ngày cho con xin cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và kính thưa quý vị, trăm năm chỉ có một ngày, một ngày chỉ có một giờ, giờ tốt nhất là giờ mà đôi bên gia đình bàn bạc lựa chọn làm điều xuất phát cho đoàn đại biểu quan viên nhà trai nhà gái cùng với nhau và chú rể ra khỏi nhà gái. Hiện nay đồng hồ đã điểm ạ. Và xin mời tất cả chúng ta đứng đây ạ, hiện diện trước cổng hội trường để gia đình cần bố trí và sắp xếp phương tiện và chia cộ.
để chúng ta trở về Hòa Trai làm lễ thành hôn trăm năm cho hai bạn trẻ Nguyễn Phương và Lê Bảo. Xin chân thành kính mời. Vâng, giờ đẹp đã đến, đồng hồ đã điểm rồi đó. Nàng miên cười xinh xắn, thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày, đầu che khăn nị, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, cây trai nơi quý vị, chúng ta hãy cùng hướng lòng mình trở về với cánh cửa chính của gia đình nhà trai. Hãy dành những tràng pháo tay thật lớn thật đồng nhiệt để cùng chính thức chào đón sinh viên của chú rể Lê Bảo và cô dâu Nguyễn Phương sẽ cùng di chuyển trở về với sân khấu hạnh phúc trong tay hôm nay. Những phút để ngâm tràn những điều yêu thương, những phút để hạnh phúc, và đặc biệt nhất là những nụ cười vô cùng mãnh liệt, nó mang tất cả những ý nghĩa của cuộc sống. Đôi bạn trẻ của chúng ta đang song hành bên nhau, thắp đỏ yêu thương đang nâng đôi gót ngọt ngào để cùng trở về với sự thú hạnh phúc, sự thú cuộc đời, nơi mà chúng ta hãy cùng tôn vinh cho tất cả những điều yêu thương nhất của tình yêu, của hạnh phúc. Quý vị, ngay giờ phút này đang hiện diện trên sân khấu hạnh phúc tại gia đình nhà trai chúng tôi là sự hiện diện của chú rể Lê Bảo và cô dâu Nguyễn Phương. Để đáp lại tất cả những tấm chân tình mà toàn thể các quý vị chúng ta đang có mặt, thì ngay giờ phút này cô dâu và chú rể xin phép được gửi tới toàn thể các quý vị một lời cúi chào thay cho lời hiện diện và những lời cảm ơn tới toàn thể các quý vị đang có mặt trong ngày hôm nay. 3, 2, 1, xin mời một tràng pháo tay thật lớn đi các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị rất nhiều và xin được cảm ơn cô dâu và chú rể. Xin mời hai em hãy cùng trở về với vị trí hạnh phúc của mình trong ngày hôm nay. Thank you.
Phần Như Quỳ. Thưa các quý vị khán quý thân mến, tình yêu trong cuộc đời này, hai bạn đến được với nhau đó chính là bởi chữ duyên. Và hạnh phúc trong cuộc đời này giữ được nhau hay không, và cùng nhau đồng hành trong cuộc đời này hay không, đó chính là bởi chữ tình. Duyên tình, hạnh phúc, đôi bạn trẻ của chúng ta đã được cảm nhận bằng tất cả những sự hiện diện, những lời chúc ngọt ngào của toàn thể các quý vị đã có mặt trong ngày lễ thành hôn của hai bạn trong ngày hôm nay. Và tình yêu, nó xuất phát từ tiếng lòng yêu thương, từ trái tim hạnh phúc. Để giờ phút này, tất cả những thông điệp đó sẽ được thể hiện qua kỷ vật của tình yêu. Kỷ vật của hạnh phúc, nó sẽ luôn luôn song hành trong trái tim yêu thương của đứa bạn trẻ, cũng như trong cuộc đời. Và kính thưa các quý vị, để ngay giờ phút này, nghi lễ trao nhẫn cưới sẽ được diễn ra trang trọng tại nơi đây. Xin được trân trọng kính mời cô dâu Nguyễn Phương hãy tạm thời đặt đóa hoa cưới xuống dưới bàn. Hai bạn hãy quay đối diện trở lại với nhau, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, hãy cùng nói những lời yêu thương, hãy cùng nói những lời nguyện ước, và đặc biệt hãy cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, đó chính là vòng nhẫn cưới. Xin được trân trọng kính mời. Một sáng xuân rực rỡ, em cùng anh đi chung một con đường, một con đường tương lai đầy những điều hạnh phúc. Và nơi đây sẽ luôn luôn là một căn nhà nhỏ, một hạnh phúc to. Hãy nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, và hãy cùng hứa với nhau một câu, sẽ cùng nhau đi suốt trong cuộc đời này. Kính thưa các quý vị, chúng ta đã cảm nhận tất cả những thông điệp đó qua những lời yêu thương, đặc biệt là kỷ vật hạnh phúc. Vòng nhẫn cưới đã được chú rể Lê Bảo và cô dâu Nguyễn Phương trao cho nhau trong giây phút này. Và bây giờ đây, xin được trân trọng kính mời hai bạn hãy cùng chung tay thắp lên ngọn lửa yêu thương. Ngọn lửa hồng sẽ cùng sẵn sàng cho hạnh phúc cha sẽ là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Những nguyện ước chúng ta đã được cảm nhận bằng sự hiện diện của chú rể và cô dâu trong giây phút này. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Để ngay giờ phút này đây, xin mời hai em hãy cùng thực hiện nghi lễ cắt bánh mở hạnh phúc, cùng thể hiện sự chiên ngọt đồng cam cộng khổ trong cuộc đời, để mang đến những hương vị yêu thương, những điều ngọt ngào sâu lắng của hạnh phúc. Và những phần nghi lễ này đang được diễn ra thật trang trọng và thật ý nghĩa. Rất tuyệt vời phải không các quý vị? Đó là những thông điệp của hạnh phúc, nó thể hiện những sự đồng cảm cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Và xin mời hai em hãy cùng di chuyển trở về với phía bên phải sân khấu để cùng chung tay cùng vui nắp chai rượu xong banh, và hãy cùng rất đầy lên các ly hạnh phúc trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị, và như vậy là tiếng rượu sắp bay đã nổ, nó báo hiệu cho một mùa xuân yêu thương. Những khoảnh khắc đầu tiên, đôi bạn trẻ của chúng ta cùng về chung một mái nhà, cùng chung cha, cùng chung mẹ, chung bà, chung ông, cùng chung một lời thề non hẹn biển. Và chắc chắn tất cả những thông
điệp này chúng ta đang cảm nhận bằng tất cả những điều yêu thương nhất ở phần nghi lễ. Và những giọt rượu hồng đã chính thức được khơi nguồn cho yêu thương, cho hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Trong suối đổ về một sông, trong sông đổ về biển lớn, cùng theo cho hạnh phúc đã được xây đắp, đã được điểm tô bằng trái tim hạnh phúc, bằng những nụ cười mãn nguyện trên môi của chú rể Lê Bảo và cô dâu Nguyễn Phương. Chắc chắn từ những khoảnh khắc này, nó luôn luôn là một nền móng vững chắc, là những thông điệp tuyệt vời cho một hành trình tương lai đầy tươi sáng. Vâng, và kính thưa các quý vị, đó là những thông điệp của cuộc sống, là những thông điệp của tình yêu mà cô dâu và chú rể của chúng ta đã cùng tạo dựng ở phần nghi lễ trong ngày hôm nay. Để giờ phút này, xin mời hai em hãy cùng di chuyển trở về với chính giữa sân khấu để cùng thực hiện một khoảnh khắc thật đẹp nữa, đó chính là nghi thức uống rượu giao bôi. Và xin mời hai em hãy cùng quay đối diện trở lại với nhau, cùng lộc với nhau và hãy cùng uống cạn ly rượu nghĩa, ly rượu tình trong ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Nghi thức uống rượu giao bôi, một trong những ý nghĩa rất quan trọng trong ngày hôm nay chúng ta đang được chứng kiến trên sân khấu. Rất tuyệt vời, đó là những cảm xúc của yêu thương. Và với cá nhân Tuấn Hùng ngày hôm nay rất hạnh phúc, rất vinh dự khi có mặt trên đây để cùng kết nối cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ cũng như toàn thể các quý vị đang có mặt trong ngày lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Thì xin được chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Và đó cũng chính là những lời chúc chung của toàn thể các quý vị chúng ta đang có mặt ở nơi đây. Chúng ta có mặt ở nơi đây là để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, phải không ạ? Hãy không quên một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng tất cả những thời khắc bao giờ. Xin cảm ơn toàn thể các quý vị. Thưa các quý vị khách quý thân mến, sinh con là bởi mẹ cha, xây dựng hạnh phúc hai nhà cùng lo, để đến được ngày hôm nay là sự vun vén, sự tạo dựng, sự lo lắng của hai bên gia đình. Để ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời với sự lo toan đầy đủ của hai bên gia đình chúng tôi. Một đám cưới như mơ đang được diễn ra tại không gian hạnh phúc của gia đình nhà trai. Và ngay giờ phút này đây, chúng ta sẽ cùng đến với những lời chúc phúc của hai bên gia đình, những món quà yêu thương của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Để ngay giờ phút này, xin phép được trân trọng kính mời trở về sân khấu sự hiện diện của bố mẹ Lê Đình Long và Hoàng Thị Hương, là song thân của chú rể Lê Bảo, sẽ cùng trở về sân khấu để cùng trao và cùng đồng hành với hai con bằng những lời chúc tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ. Đi cả thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không nong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tuổi mẹ mẹ quên, nhưng tuổi con mẹ đếm từng ngày. Các con lớn lên trong niềm vui của cha mẹ, và chắc chắn ngày hôm nay, một ngày trọng đại, các con là niềm tự hào của cha mẹ. Xin được cảm ơn cha mẹ rất nhiều, những món quà, những lời chúc, những năm tháng đã nuôi dưỡng các con khôn lớn nên người. Những hình ảnh mà chúng ta đã được nhìn thấy, nó xuất phát từ cái tâm của cha mẹ, và nó xuất phát từ những tình cảm thiêng liêng của gia đình. Và chúng con cũng xin được chúc cho cha mẹ phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sống thật lâu, thật vui, thật khỏe. Đó chính là những lời nguyện ước của hai con. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với món quà của bà nội. Sau món quà của bà nội mà bác Vạn Quế đã mang những thông điệp này trở về sân khấu, thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà của ông bà ngoại của chú rể. Và xin được trân trọng kính mời món quà tiếp theo, món quà của ông bà ngoại. Và cũng xin được cảm ơn bác Vạn Quế đã trở về sân khấu để thay món quà của bà nội cùng trao và cùng chúc phúc cho hai cháu trong ngày hôm nay. Vâng, cái nào to thì trao cho cô dâu ạ. Hai ông bà đang tìm cái nào to hơn để trao cho cháu dâu. Vâng, cái nào cũng to ạ. Nó to lớn như tình cảm của ông bà đang cùng chúc mừng cho hai cháu. Một tràng pháo tay thật lớn cho món quà và những nụ cười thật hân hậu của ông bà ngoại đến các quý vị. Và đó là những điều mà đại gia đình của chúng ta luôn luôn hướng tới với thế hệ cây cao bóng cả của gia đình. Rồi, mẹ sang cạnh con dâu đi ạ. Xin cảm ơn ông bà ngoại,
xin cảm ơn bố mẹ cũng như món quà chúc phúc cho em của gia đình anh chị Ngọc Thắng. Và tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời những món quà tiếp theo và xin được chào đón những món quà đến từ các bác bên nội sẽ trở về sân khấu để cùng trao quà, cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Món quà của gia đình bác Dũng Thuấn, món quà của gia đình bác Quang Hằng, món quà của gia đình bác Vinh Tuyển, món quà của gia đình dì Hà Cường. Đó là những món quà mà ban tổ chức của chúng tôi đã được đón nhận bằng những lời đăng ký của gia đình. Và xin mời toàn thể các quý vị, chúng ta hãy cùng lần lượt cùng di chuyển trở về sân khấu để cùng trao quà và cùng chúc mừng. Những món quà đến từ nội tộc, ngoại tộc của gia đình nhà trai chúng tôi đang lần lượt nhiên diện trở về sân khấu. Chắc chắn ngoài những món quà là những lời chúc phúc đầy đủ nhất của toàn thể các quý vị, chúng ta đang cùng chúc mừng hạnh phúc cho anh cháu trong ngày hôm nay. Và sau khi trao quà thì chúng ta sẽ cùng nán lại với sân khấu để cùng chụp chung một bức hình thật đẹp cùng với cô dâu và chú rể, với sự hiện diện đầy đủ nhất của thân tộc nội ngoại của gia đình chúng tôi. Những lời chúc của gia đình các bác, các dì đã trở về sân khấu để cùng trao quà và cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu, cũng như chúng ta cũng đã cùng nán lại để lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc thật đẹp trong ngày hôm nay. Và tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một người bạn thân của mẹ chú rể, đó chính là cô Bằng, sẽ trở về sân khấu để cùng trao quà và cùng chúc phúc cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời cô. Với khoảnh khắc này thì ban tổ chức của chúng tôi cũng trân trọng được kính mời các quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục hướng trở về sân khấu để cùng chào đón những phần quà, những lời chúc ngọt ngào đến từ phía gia đình nhà gái. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà đầu tiên từ phía gia đình nhà gái, đó chính là món quà của bà nội cô dâu sẽ trở về sân khấu để cùng trao quà và chúc phúc cho hai cháu. Trân trọng được kính mời bà. Bà đứng lên. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón hai em gái của cô dâu. Chào đón em gái Lan và em gái Thư sẽ trở về sân khấu để cùng trao quà và chúc phúc cho anh chị. Trân trọng được kính mời hai em. Quà của hai em gái cô dâu, em gái Lan và em gái Thư, chúng ta sẽ cùng chào đón những món quà bên nội. Các cô, các bác sẽ cùng trở về sân khấu để cùng trao quà chúc phúc cho hai cháu. Cũng như từ bên ngoài mà là món quà của bác Thủy, dì Hà và em Phong. Một lần nữa thì ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời để chúng ta cùng lần lượt trở về sân khấu để cùng trao quà và chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Một món quà mà chúng tôi vừa nhận được ở một lời đề nghị của em Lan. Một hình ảnh thật đẹp ngày hôm nay trong ngày cưới của con gái. Bố nhìn thấy con gái bố thật trưởng thành và thật xinh gái, thật xinh xắn trong ngày hôm nay. Những nụ cười thật hạnh phúc của các con cũng đó chính là niềm hãnh diện của cha mẹ. Và món quà mà bố của cô dâu cũng như hai em gái đang trao, và món quà của bà nội, đó là những thông điệp tuyệt vời nhất mà chúng ta đang được cảm nhận trong giây phút này. Một tràng pháo tay thật lớn cho một hình ảnh đầy yêu thương của gia đình nhà gái chúng tôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón những món quà bên nội. Xin mời các cô, các bác sẽ cùng trở về sân khấu để cùng trao quà chúc phúc cho hai cháu. Sau những món quà đến từ nội tộc của gia đình nhà gái thì chúng ta sẽ cùng chào đón những món quà đến từ ngoại tộc, gia đình bác Thủy, dì Hà và em Phong. Xin mời những món quà tiếp theo chúng ta sẽ trở về sân khấu. Và sau tất cả những món quà đến từ nội tộc, ngoại tộc của gia đình nhà gái thì chúng ta cũng sẽ cùng chào đón những người bạn vàng, những người bạn thân của cô dâu và chú rể cũng sẽ di chuyển trở về sân khấu để cùng trao quà và cùng chúc phúc cho hai bạn. Vâng, và một lời đề nghị nữa chúng tôi vừa đón nhận được đó chính là món quà của ông ngoại cô dâu. Và xin mời món quà của ông ngoại cô dâu sẽ trở về sân khấu để cùng trao quà và cùng chúc phúc cho hai cháu. Xin mời ông. Xin cảm ơn món quà của ông ngoại cô dâu đã cùng trở về sân khấu để cùng trao quà và chúc phúc cho hai cháu. Và tiếp theo là những người bạn vàng của cô dâu và chú rể, những người bạn chung, những người bạn đã cùng chứng kiến cho những ngày tháng yêu thương hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và xin mời những người bạn vàng sẽ cùng trở về sân khấu để cùng trao quà, cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Xin mời.
những người bạn đã chứng kiến cho một tình yêu thật đẹp. Và chắc chắn để đến được ngày hôm nay cũng luôn luôn có những sự vun vén của những người bạn vàng của cô dâu và chú rể, những người đã luôn luôn đồng hành trong một hành trình yêu thương của hai bạn. Để ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, chúng ta đã được chứng kiến cho tình bạn. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn cô dâu và chú rể với những giây phút đã đón nhận tất cả những tình cảm yêu thương của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời hai em hãy cùng di chuyển trở về với vị trí hạnh phúc của mình trong ngày hôm nay. Và giờ phút này đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình. Đó chính là những giai điệu âm nhạc, những vần thơ yêu thương và ý nghĩa để thay cho những lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và kính thưa các quý vị, có thể nói rằng có một món quà vô cùng ý nghĩa mà ban tổ chức của chúng tôi cũng như hai bên gia đình đã chờ đợi từ rất lâu. Đó chính là những vần thơ của một bài thơ mà ông ngoại của chú rể đã sáng tác. Và với bài thơ này thì ngay giờ phút này chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cùng chào đón Bắc Căng sẽ trở về sân khấu để thay ông thể hiện, để cùng nâng bài thơ này, cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Một tràng pháo tay thật lớn đi các quý vị. Ông ngoại cháu có làm bài thơ để chúc cho hai cháu có cuộc sống trăm năm hạnh phúc. Tôi là bác, trước tiên tôi xin đọc bài thơ và giáo đó xin ngâm. Bảo Trung, Bảo Phương thanh tu dung nhan, nết na thùy mị dịu dàng uyên ương, trọn đời chăn gối yêu thương, vợ chồng hòa thân ấm êm nặng tình. Bảo Phương hiếu thảo đoan trang, trăm năm hạnh phúc hơn vàng đầy kho, nam thanh nữ thú kiêu sa, dâu hiền dễ thảo phúc nhà phồn vinh. Bảo Phương thanh tu dung nhan, nếp na thi mỹ dịu dàng, diễn ngang trọn đời chăn gối yêu thương, vợ chồng hòa để cùng chúc phúc cho hai cháu trong ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn qua dòng ngâm của bác Căn, một dòng ngâm rất đẹp đã cùng thể hiện qua những vần thơ của ông ngoại để thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Còn ngay giờ phút này thì xin mời các quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh.
Xin mời các quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chân Quê. Xin được trân trọng kính mời các quý vị, chúng ta cùng lắng nghe. Gần một giờ trôi qua với rất nhiều những cảm xúc đã đọng lại tại khán phòng cử lễ, tại ngày lễ thành hôn của chú rể Lê Bảo sánh duyên cùng với cô dâu Nguyễn Phương. Tất cả những cảm xúc đó sẽ luôn luôn còn mãi, sẽ luôn luôn đọng lại trong trái tim của cô dâu và chú rể, cũng như trong mỗi chúng ta đang có mặt trong ngày hôm nay. Và kính thưa các quý vị, trong ngày vui trăm năm hạnh phúc của hai con thì đại diện của hai bên gia đình đã ủy quyền qua chúng tôi xin được gửi những lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các quý vị khách quý khi chúng ta đã thu xếp công việc và thời gian cùng trở về, cùng chúc vui, cùng tham dự tới ngày lễ cưới của hai con chúng tôi trong ngày hôm nay. Đó là những lời cảm ơn được xuất phát từ đáy lòng của gia đình chúng tôi tới toàn thể các quý vị. Và kính thưa các quý vị khách quý thân mến, chúng tôi những người làm chương trình cũng rất muốn kéo dài thời lượng chương trình hơn nữa, nhưng vì quý thời gian không cho phép, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được khép lại chương trình tại đây.
Và trước khi nói lời chia tay với toàn thể các quý vị thì xin mời toàn thể các quý vị chúng ta một lần nữa hãy cùng hướng trở về sân khấu. Và xin được trân trọng kính mời chú rể Lê Bảo và cô dâu Nguyễn Phương hãy một lần nữa nắm chặt tay nhau và hãy cùng hiện diện đứng dậy gửi tới toàn thể các quý vị kính quý đang có mặt ở nơi đây một lời cúi chào, hãy cho lời cảm ơn đặc biệt nhất, xin mời. Và kính thưa các quý vị, cử chỉ thay cho lời cảm ơn mà cô dâu của chú rể đã cùng gửi tới toàn thể các quý vị đang có mặt trong ngày hôm nay cũng đã chính thức khép lại buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể các quý vị khách quý rất nhiều. Và trong khi bàn lễ tân của gia đình chúng tôi đang chuẩn bị tất cả những giấy mâm tiệc thì xin mời các quý vị chúng ta hãy cùng di chuyển trở về sân khấu để cùng với cô dâu của chú rể chúng ta cùng lưu giữ lại tất cả những thước phim, những bức hình thật đẹp và ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Và sau khi gia đình của chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả những giấy bàn tiệc thì xin mời các quý vị chúng ta cùng nhập tiệc. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các quý vị kính quý.